Và ngày hôm nay Sĩ Thanh sẽ làm một clip về dưỡng da. Sĩ Thanh đọc rất là nhiều comment của các bạn gửi về hỏi về bí quyết dưỡng da làm sao cho trắng sáng. Thì ngày hôm nay Sĩ Thanh sẽ chỉ cho mọi người cách dưỡng da và các bước cần thiết để có được một làn da trắng sáng như ngọc. Bắt đầu thôi. Dòng dưỡng trắng phục hồi organic chứa tinh chất chiết xuất từ men gạo, nó có công dụng như SK2 Butera vậy đó, vừa dưỡng ẩm nè, dưỡng trắng và chống lão hóa, 3 trong 1 luôn. Dòng dưỡng trắng này thì gồm có 6 sản phẩm: sữa rửa mặt, nước hoa hồng, tinh chất kem mắt, lotion ban ngày và ban đêm. Bước đầu tiên nó quan trọng nhất đó là mình sẽ làm da mình thật sạch. Sau khi mà tẩy hết make up ra thì Sĩ Thanh sẽ dùng sữa rửa mặt để làm cho da mặt thật sạch. Thì Sĩ Thanh đang xài sữa rửa mặt của Organic. Đây là một dòng sản phẩm hữu cơ đến từ nước Úc. Cái đặc tính của nó đó chính là chống oxy hóa cực mạnh và làm da của mình sáng và mịn mượt. Tại vì các bạn phải biết là mình rửa da thật sạch thì mình bắt đầu mới apply những cái tinh chất dưỡng da thì da mình mới cải thiện được. Khi mà da mà mình bị vết dính cũng như là không sạch thì không thể nào có cách nào cứu chữa cho da mình khỏe và đẹp hơn được, nhớ nhé. Bước thứ hai tiếp theo là mình phải dùng nước hoa hồng để cân bằng độ pH và làm sạch sâu lỗ chân lông của mình. Vì trước khi mình rửa chưa chắc là lỗ chân lông của mình và làn da của mình đã thật sự sạch. Thì Sĩ Thanh sẽ dùng lọ của Organic luôn. Tại sao mà Sĩ Thanh chọn sản phẩm này trong muôn ngàn rất là nhiều bộ dưỡng sản phẩm? Thứ nhất, đây là bộ sản phẩm có giá tầm trung cao cấp, tức là cái giá của nó không quá thấp, nó cũng không quá là mắc tiền. Đây là sản phẩm Organic. Mọi người vẫn chưa hiểu Organic là như thế nào đúng không? Organic cũng như cái tên của nó luôn, đó là sản phẩm hữu cơ và hoàn toàn không hề có chất bảo quản, không có chất làm mùi, cũng không có bất kỳ một cái sản phẩm hóa học nào. Thì nó cực kỳ là thân thiện cho làn da của mình và đặc biệt là nó phù hợp tất cả các làn da luôn. Cho các bạn da khô, da dầu, da bị dờn hay bị kích ứng đều sử dụng được. Cái bước này là cực kỳ là quan trọng và Sĩ Thanh recommend là mọi người không thể bỏ qua bước này. Tại vì cái bước này nhiều người sử dụng kem dưỡng mà cứ xài hoài mà da mình không có kết quả. Tại vì mình thiếu cái bước này, nó chính là cái bước đẹp, tức là bước kích thích các tế bào, làm cho những cái bước sau nó thẩm thấu hơn. Và cái thành phần của nó chiết xuất từ hoa mộc nhĩ trắng. Công dụng của nó là thứ nhất cân bằng độ pH, và công dụng thứ hai là quan trọng nè, cái này nó giúp cho những cái bước mà mình apply sản phẩm vô sâu nó sẽ thẩm thấu và phát huy hết cái tác dụng của nó hơn, triệt để luôn. Do các khả năng là cung cấp ẩm cực kỳ cao cho nên là so với mặt bằng chung của nước hoa hồng trên thị trường hiện nay thì cái loại của Organic này nó có hiệu quả rất là cao và tuyệt vời hơn rất là nhiều. Bước kế tiếp là bước apply tinh chất làm trắng sáng sang sử dụng lọ này. Ta-da, mọi người thấy nhỏ thôi nhưng mà có vỏ nha. Đây cũng của hiệu Organic luôn. Thì khi sử dụng mình sẽ cho vào tay và mình sẽ đưa vào 5 điểm ở trên mặt. Sau đó mình sẽ massage nhẹ nhàng. Cái loại này thì nó chiết xuất từ hoa mộc lan. Và cái đặc tính ưu việt của nó là ngăn chặn tia UV, giảm thâm sạm và làm cho săn chắc da. Thì tại vì khi mà ngăn chặn tia UV thì da mình mới không đang sạm. Da mình không đang sạm thì đó da mình mới trắng sáng được. Đó, đơn giản. Khi mà xài sản phẩm này thì Sĩ Thanh cảm thấy là da của mình nó không bị đít, nghĩa là không bị đít, không bị bí lộ chân lông. Và cái mùi hương cũng là cực kỳ là nhẹ nhàng luôn, cực kỳ là dễ chịu luôn. Tại vì nó là sản phẩm hữu cơ cho nên nó cũng không bỏ có chất mà làm thơm cho nhiều. Cái nó chỉ là những cái chiết xuất từ mùi thơm của hoa mộc lan á, chỉ thoang thoảng làm cho mình rất là dễ chịu và thư giãn. Thì sau khi một tuần sử dụng, da của mình bắt đầu nó bật tông từ từ. Nhưng mà mình sẽ phải sử dụng cả một bộ sản phẩm đi kèm vừa có nước hoa hồng mà lại Sĩ Thanh nói. Thì cái khả năng của nó sẽ phát huy tác dụng nhiều hơn. Mọi người nhớ nhé. Và bước kế tiếp là làm trắng sáng da là Sĩ Thanh sẽ dùng sữa dưỡng. Ở đây Sĩ Thanh xài cả hai chai lận, đó là chai ban ngày và chai ban đêm. Tại sao mình phải chia ra làm hai loại như vậy? Thì xem Sĩ Thanh biết và tìm hiểu thì ban ngày á, loại sữa dưỡng của Organic ban ngày nó có tác dụng là ngăn chặn tia cực tím và ngăn chặn các sắc tố melanin. Các sắc tố melanin làm cho da mình đen sạm, xuất hiện những cái đốm nâu, nàn nhang và thâm nám. Thì nó sẽ ngăn chặn cái gì đó và nó dưỡng cho mình, làm trẻ hóa da luôn và làm trắng sáng da. Còn cái lotion ban đêm á, thì công dụng của nó là đẩy nhanh quá trình tái tạo da và khắc chế lại cái sắc tố melanin và để làm mờ thâm nám. Khi mà hai lọ này kết hợp với nhau dùng buổi sáng và dùng ban đêm, mọi người phải duy trì xài sử dụng đều đặn thì nó sẽ giúp cho da của mình mịn màng và trắng sáng và bật tông lên thấy rõ luôn.
Đây là một bộ để mọi người đáng là mọi người sử dụng thử để cho mình có một làn da mạnh khỏe và trắng sáng. Và bước cuối cùng mà bước không thể thiếu mà rất là nhiều người lãng quên, đó chính là kem dưỡng mắt. Nên mình sẽ dưỡng, ngoài cái dưỡng hết da mặt của mình thì cái quầng thâm ngay mắt ở đây là một cái chỗ mà cực kỳ là khó trị. Và mình phải có cái kem đặc trị riêng cho vùng da mắt mình. Thì cái loại kem đặc trị của Organic về vùng mắt sẽ làm cho mình giảm quầng thâm. Thì khi mà giảm quầng thâm thì da mình mới đều màu và trắng sáng hết tại hiện vùng mắt được. Ví dụ mọi người cứ tưởng tượng, ví dụ da mình trắng sáng và tự nhiên hai vùng mắt là thâm đen như là gấu trúc thì nó không đẹp chút nào. Cho nên là Sĩ Thanh lúc nào cũng phải xài kem dưỡng mắt. Nó giúp cho sản sinh collagen ở phía dưới mắt nè. Thứ nhất là nó làm cho cái quầng thâm của mình biến mất. Và thứ hai nó làm cho những cái nếp nhăn của mình cũng biến mất luôn. Nhưng mà mọi người phải kiên trì sử dụng thì nó mới có kết quả được. Xong, vậy là tất cả các bước dưỡng cần thiết để mọi người có được một làn da trắng sáng và khỏe mạnh. Bộ sản phẩm Organic này mọi người có thể mua tại Takashimaya hoặc là bạn Hồng Môn. Và nếu mua online thì mình có thể mua ở Hava Shop. Nếu mọi người mua online thì sẽ có rất nhiều ưu đãi hơn. Thanh sẽ để link ở dưới caption này. Hy vọng mọi người sẽ thích clip Sita Review ngày hôm nay. Và đừng quên subscribe kênh YouTube của Sita Thanh. Cũng như là nếu bạn thích thì share clip này về cho mọi người xem nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.